hôm nay 12 tây 12 tây tháng 6 2022 bây giờ 12 tây tháng 6 năm 2023 Phương Linh Mỹ Tho đại diện Quý Mạnh Thường Quân người em Tấn Cũ hỗ trợ duyên cho cái đám tang này 500.000. Chị Bông, đám tang này tên gì chị Bông? Quỳnh Văn Cường, 41 tuổi. Rồi em đại diện người em sớm cũ gửi chị 500.000 để chị Bông cho cái đám tang này, tang tế sự này kỳ thứ 200. Rồi đây lên số 200. Rồi Linh cảm ơn người em sớm cũ rất là nhiều. Phải có người thân nhân trong gia đình đưa nó đi chứ không ông đi xe đi cái gì. Cháu ông phải lên xe. Rồi ông lên xe đi. Người này không có vợ con. Ở đây là tang tế sự thứ 200. Linh Phương Linh Mỹ Tho đại diện Quý Mạnh Thường Quân là em người em sớm cũ đợi duyên cho hoàn cảnh này 500.000. Đây là danh sách thứ 114 của người em sớm cũ trợ duyên. Linh cảm ơn rất là nhiều. Thank you.